Ra mầm rất là khỏe luôn các bạn. Đây ra được là hai mầm các bạn, hai mầm gốc. Giờ này thì mình vừa mới trồng rồi các bạn. Được có 2 tháng. 2 tháng rồi các bạn. Rễ đang ra rất khỏe luôn. Rất khỏe luôn, căng tinh này, dậy chuẩn bị căng tinh luôn. Đây là bây giờ cái bệt nha các bạn nhé. Thì bệt châu Như các bạn đang ra rễ các bạn. Giò đen rô các bạn. Ra được một ki, ra được một mầm gốc các bạn. Các bạn. Đây là cái phi điệp Lạng Sơn đấy các bạn nhé. Đang ra rễ các bạn. Rất là nhiều kỳ luôn, mình mới đang sưu tầm các bạn, cho nên là mình đang sưu tầm kỳ thôi các bạn, phải 2 năm nữa thì nó mới phát triển được các bạn. Đây cũng là dòng phi điệp các bạn, năm ngoái còn bé tí, năm nay lên lớn được một tí rồi các bạn. Nó cánh trắng của thọ nè các bạn nhé. Rất đẹp. Rất là khỏe luôn các bạn. Đây
chúc nha các bạn nhé, chúc Phật bà các bạn. Được. Đang đi ra kỳ rất là khỏe luôn. Chúc các bạn. Tạm dừng video tại đây nha. Các bạn thấy kênh của mình hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình nha.